cho bà không bà? Sao rồi làm bố làm mẹ rồi cũng phải tập làm bánh chưng với này nữa đây chứ. Nếu bạn chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký và nhấp vào cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Kỳ thủ người Ấn Độ, các bạn xem xong nhớ đăng ký kênh nhé. Các bạn xem xong nhớ subscribe và đăng ký kênh để xem những ván cờ hay nhất của Chess Giải Trí. Các bạn nhớ subscribe, đăng ký kênh, rồi ấn chuông để xem những ván cờ hay nhất của Chess Giải Trí.
Đối thủ quá cuồng nhảy, đánh đè còn chưa chịu thua. Các bạn nhớ đăng ký kênh các bạn nhé, subscribe và đăng ký kênh, like, subscribe và đăng ký kênh, ấn thông báo để xem những ván cờ hay nhất của Chess Giải Trí. Cảm ơn các bạn.